Chào các bạn nhé. Tiếp tục gặp nhau trong đề lịch sử tiếp theo. Tiếp tục là 40 câu của lịch sử lớp 11 và lớp 12. Và câu thứ nhất. Theo hiệp ước Hắc Man 1883 thì Trung Kỳ thuộc quyền quản lý triều đình Huế ở cái địa phận. Địa phận thứ nhất từ Khánh Hòa đến Quảng Bình, hai là Bình Thuận đến Nghệ An, thứ ba Bình Thuận đến Thanh Hóa, thứ tư là Khánh Hòa đến Thanh Hóa. Như vậy thì chúng ta đã biết được cái hiệp ước Hắc Man này thì Trung Kỳ là thuộc quản lý của triều đình Huế mà bắt đầu từ khu vực Khánh Hòa ra Quảng Bình nha. Rồi, câu số 2. Lực lượng chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp. Đơn giản rồi đúng không? Trước thì chúng ta gặp là thuộc lĩnh là ai rồi cái gì đó, vậy thì lực lượng ở đây là nông dân và nhân dân các dân tộc thiểu số. Và câu số 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1933 bắt đầu từ. Chúng ta biết được cái ngòi của khủng hoảng kinh tế 1933 này bắt đầu từ nước Mỹ. Và câu số 4. Phong trào mặt trận dân chủ Đông Dương những năm 36-39 đã tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân đấu tranh chống kẻ thù là ta có giai đoạn là 30-31, 32-35, 36-39. Vậy thì mặt trận dân tộc dân chủ Đông Dương cái giai đoạn 36-39 này thì đã tập hợp đông đảo tầng lớp chống cái kẻ thù chính là bọn phản động thuộc địa và chủ nghĩa Pháp, Phát xít. Chưa? Câu số 5. Do tác động của chiến tranh lạnh thì các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở đâu? Thì các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra là chúng ta có thứ nhất Bắc Á, Nam Á và Caribe. Thứ hai Nam Á, Tây Á, Nam Đông Nam Á này, Nam Á, Tây Á và Đông Bắc Á. Thứ tư Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu, Trung Đông và biển Caribe. Thứ tư là Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Như vậy thì ở cái nội dung này thì chiến tranh lạnh thì các cái cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở rất là nhiều nơi và trong đó có cả Việt Nam ta đó. Vậy thì nhiều nơi đây chính là gì? Đông Nam Á, Việt Nam ở trong này, Đông Bắc Á, Châu Âu, Trung Đông và cả vùng biển Caribe. Đó. Để chơi các bạn. Là câu số 6. Câu số 6, luận cương chính trị tháng 10 1930 của Đảng đã xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Lúc này thì luận cương của chúng ta đã xác định giai cấp là giai cấp công nhân. Khi thành lập Đảng đã xác định sứ mệnh lịch sử rồi, đúng không? Và câu số 7, mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng ta chủ trương thành lập năm 39 có tên gọi là gì? Bạn ta biết được cái mặt trận đó chính là mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương nha. Đáp án là B. Rồi câu số 8. Thắng lợi nào trong chiến dịch biên giới thu đông 1950 làm cho cứ điểm của Pháp ở Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng thì bị cô lập? Đây là một trong những thắng lợi của Đông Khê, đúng không ạ? Bởi vì Đông Khê là một ít hầu. Rồi câu số 9. Dựa vào đâu Pháp đề ra được kế hoạch The Lottery năm 50 khi mà cái chiến dịch biên giới thu đông này đã thực hiện, đúng không? Thì cái kế hoạch The Lottery đây này năm 1950 ấy, thì Pháp dựa trên cái cơ sở đó chính là gì? Có một sức viện trợ chính là viện trợ từ Mỹ. Rồi câu số 10. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy năm 1975 sau thắng lợi Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng thì quân ta đã giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế, chiến dịch Đà Nẵng, đây là ba cái chiến dịch này đã thực hiện rất là lớn rồi. Sau đó thì chúng ta đã giải phóng được tất cả các tỉnh còn lại thôi. Quá đơn giản rồi.
ở câu số 11. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn đã thông qua chính sách đối nội đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất. Thống nhất gì ạ? Chúng ta có đáp án chính sách đối nội đối ngoại rồi thôi. Quyết định đặt tên nước Cộng Hòa, nhất trí hoàn toàn các vấn đề chủ trương biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước và bầu cử cơ quan lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam thống nhất vào ban dự thảo hiến pháp. Như vậy thì ở câu này chúng ta biết được đây chính là gì? Hội nghị hiệp thương này đã thống nhất và nhất trí hoàn toàn các vấn đề về biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước, có tên là gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Và câu số 12. Sau thất bại của kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh năm 1858 đến 1859, khi tiến hành xâm lược Việt Nam thì Pháp phải chuyển sang sau khi thất bại cái nội dung mà đánh nhanh thắng nhanh thì Pháp đã chuyển sang cái kế hoạch là gì? Chinh phục từng ngói nhỏ, phải không ạ? Rồi. Chưa? Câu số 13. So với giai cấp công nhân ở các nước tư bản phương Tây thì giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì khác biệt? Như vậy thì so với tất cả các nước khác thì giai cấp công nhân chúng ta có một đặc điểm là gì? Chúng ta được xuất thân từ nông dân thôi. Và chúng ta là gì? Một cổ ba chồng áp bức. Nó khác hoàn toàn. Ở câu số 14. Một trong những chính sách thâm độc của thực dân Pháp để đàn áp cuộc khởi nghĩa trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Và những chính sách thâm độc đó là chính sách gì ạ? Chính sách chúng dùng là gì? Phải dùng người Việt đánh người Việt không? Đây chính là chính sách này rất thâm độc. Chúng đã bắt các thanh niên trai tráng này kia chúng ta vào gì? Vào quân đội của chúng và thực hiện chính sách dùng người Việt, trị người Việt. Nó rất thâm độc. Rồi, tổ chức Hiệp ước Warsawa của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu ra đời năm 1955 nhằm thực hiện mục đích gì? Chúng ta biết được Warsawa đây là một cái tổ chức hiệp ước được ra đời để nhằm tạo thành một cái khối của các nước xã hội chủ nghĩa chống lại mặt quân sự chính trị các nước tư bản chủ nghĩa, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Hiệp ước Warsawa. Câu số 16. Trọng tâm của cuộc cải cách mở Trung Quốc năm 1978 thì đến năm 1978 thì Trung Quốc họ đã thực hiện cái công cuộc cải cách mở cửa. Mở cửa ở đây thì cái trọng tâm của họ thực hiện chính là gì? Phát triển kinh tế, thực hiện cải cách mở cửa. Đó, và cho tới nay thì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia chúng ta thấy là gì? Rất là hùng mạnh, đúng không? Về tất cả các lĩnh vực. Từ năm 73 đến năm 91 thì nền kinh tế của nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng suy thoái. Cái nguyên nhân là gì ạ? Rất dễ rồi, bài Tây Âu, đúng không? Thì chúng ta đã biết được nguyên nhân đây chính là vì do tác động của khủng hoảng năng lượng thế giới 1973. Rồi câu số 18, quốc gia không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1933. Trong 4 quốc gia này thì đâu là quốc gia không bị? Mỹ có không? Có. Nhật có không? Có. Anh có không? Có. Chỉ có ông gì? Ông Liên Xô của chúng ta thôi là gì? Không có nha. Đại đáp án là Liên Xô. Rồi câu số 19. Sự chuyển hướng đúng đắn trong chỉ đạo cách mạng của Đảng thể hiện trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 năm 39 là gì? Chúng ta biết được
tháng 11 năm 39 thì chúng ta có một cái sự chuyển hướng đúng đắn so với năm 36, đúng không? Đó là chúng ta đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng hàng đầu. Rồi, câu số 20. Thuận lợi mới với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ cuối năm 49 đầu năm 50. Những thuận lợi mới với cuộc kháng chiến chống Pháp nhân dân ta từ cuối năm 49 đầu năm 50. Đó chính là Pháp đã bị thất bại trong thực hiện kế hoạch cũ và phải đề ra kế hoạch gì? Rồi về. Rồi, câu 21. Điểm mấu chốt của kế hoạch Nava mà Pháp và Mỹ đề ra ở Đông Dương năm 53 là gì? Đó. Kế hoạch Nava, cái điểm mấu chốt của nó đó là gì? Chúng tập trung binh lực, xây dựng đội quân cơ động, chiến lược mạnh và mở một số cuộc tiến công chiến lược. Tuy nhiên thì kế hoạch này bị quân và dân ta đánh đánh bại hoàn toàn. Câu 22. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam năm 1959 xác định phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam. Thì sau khi mà miền Bắc đã được thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì lúc này Đảng Lao động, Đảng ta có đổi tên là gì? Đảng Lao động Việt Nam á, thì đã xác định cái phương hướng của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với vũ trang và đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm. Đó. Rồi, câu số 23. Điền vào chỗ trống sau đây, đây một cái đoạn trích. Nguồn lực chi viện cùng với thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 65-68 đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống chiến lược. Chống chiến lược gì ạ? Của Mỹ ngụy. À, chúng ta có cái mốc ở đây 65-68 thì đây là một trong những cái chiến lược của chiến tranh cục cục bộ, đúng không? Đó. Bạn lưu ý những cái dạng câu hỏi này nhé, rất là hay đấy. Và tôi đã giới thiệu cho các bạn là gì, các cái dạng câu hỏi có thể ta gặp trong đề lịch sử rồi. Rồi, chúng ta sang câu 24. Ta cho các sự kiện và chúng ta sắp xếp. Ta có sự kiện thứ nhất, cuộc tổng tuyển cử bầu cử quốc hội khóa 6 được tiến hành. Sự kiện thứ hai, hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Sự kiện thứ ba là quốc hội khóa 6 hoặc kỳ đầu tại Hà Nội. Sự kiện thứ tư là hiệp thương chính trị được tổ chức tại Sài Gòn. Chúng ta sắp xếp cái sự kiện này thì chúng ta có thể thấy được đây là một trong những cái chuỗi sự kiện của nó diễn ra là gì, trong cái khoảng thời gian mà tổng tuyển cử quốc hội khóa 6 được thực hiện. Vậy thì chúng ta có thể nhìn vào đây, chúng ta có thể thấy được đầu tiên thì chúng ta phải thấy được cái hội nghị nó đề ra như thế nào, đúng không? Vậy theo theo như cá nhân tôi đây chính sẽ là 2 rồi gì 4 1 và 3. Đó. Các bạn có thể xem và chúng ta kiểm chứng nhé. Ở đây chúng ta không phân tích nào được. Đáp án của chúng ta là đáp án C đó. Câu số 25. Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta. Đây người ta đúc rút ra nguyên nhân từ 1858 cho đến 1884. Vậy chúng ta có cái nguyên nhân triều đình Nguyễn không quyết tâm chống Pháp, thiếu đường lối lãnh đạo, so sánh lực lượng người ta và địch quá chênh lệch, nhân dân ta không ủng hộ triều đình chống Pháp. Thứ tư là sự thỏa hiệp của triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp. Thì trong giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà triều đình nhà Nguyễn đang nắm quyền. Vậy thì cái nguyên nhân thất bại ở đây thì chúng ta biết được do này, thì triều đình Nguyễn này không có quyết tâm và
cái lãnh đạo là gì? Thiếu cương quyết. Và câu số 26, những cái điểm giống nhau trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 2832 và lần thứ hai 3373 3337 ở Liên Xô. Khi mà Liên Xô thực hiện các kế hoạch 5 năm lần thứ nhất lần thứ hai này thì Liên Xô có một cái điểm chung, đấy chính là họ đều hoàn thành trước thời hạn. Đó, do vậy chúng ta học tập cái mô hình này rất là mãnh liệt và quyết liệt. Đó. Rồi, câu số 27. Anh ta cho chúng ta một cái bảng sự kiện như thế này. Đây là một cái bảng sự kiện mà nó liên quan tới phạm vi giữa Mỹ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thực ra thì đây giống như là cái thỏa thuận giữa Mỹ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng ta có A, đóng quân ở Nhật và miền Nam vĩ tuyến 38 Triều Tiên, nắm giữ phạm vi ở Tây Âu, đóng quân Đông Đức, Đông Berlin, phía Bắc vĩ tuyến 38 Triều Tiên, nắm giữ phạm vi ở Đông Âu, đóng quân ở Tây Đức, Tây Berlin và Tây Âu. Này thì quá dễ rồi đúng không? Nếu chúng ta nắm vững một cái sự kiện đó chính là qua cái hội nghị Yalta này đúng không? Thì chúng ta có thể là chúng ta biết được đáp án của chúng ta đây chính là gì. Ví dụ A này thuộc cái gì ạ? A này thuộc gì? Thuộc Mỹ đúng không? 2A nè. Rồi, một này là Liên Xô. Một là Liên Xô đúng không? Rồi, 3. B này thuộc ai ạ? Ở Tây Âu là thuộc gì? Thuộc Mỹ. Cái này thuộc đâu? Cũng thuộc gì? Thuộc Mỹ luôn. Như vậy Liên Xô chỉ có gì? Chỉ có đóng quân ở đây thôi và nắm giữ phạm vi ở Đông Âu. Đó. Như vậy thì chúng ta có đáp án ở đây chính là gì? Đáp án B. Được chưa? Câu 28. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Chính phủ ta đã triển khai sau cách mạng tháng 8? Đó, chúng ta có ý thứ nhất. Tổng tuyển cử vào quốc hội chung trong cả nước thành lập chính phủ chính thức. Cái này đúng không? Đúng rồi. Thứ hai, soạn thảo và ban bố hiến pháp mới. Chính xác không? Rất chính xác. Thứ ba, thành lập quân đội quốc gia Việt Nam. Chính xác không? Chính xác. Vậy thì khỏi phải nói. Rồi. Khỏi phải nói, ta biết đó là vấn đề rồi đúng không? Rồi ý nào dưới đây không phải là sự kiện của cách mạng Lào. À, đó. Cách mạng Lào nhá. Anh bạn của chúng ta đó. Rồi chúng ta có thể xem xét. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào tiến hành khởi nghĩa tuyên bố độc lập đúng không? Đúng rồi, 1930 thì Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược trở lại đúng không? Đúng, thì Pháp này đấu tranh xâm chiếm này cả Đông Dương, gia nhập tổ chức ASEAN. Lào có gia nhập tổ chức ASEAN vào cái đợt năm 75 không? Không. Là một trong những cái nước mà gia nhập tổ chức ASEAN rất là gì, rất là chậm, anh ta gọi là trễ đó. Không, vậy thì đáp án đây chính là đáp án C. Rồi. Câu 30. Nét tương đồng về nguyên nhân thì tôi hỏi nguyên nhân giúp cho kinh tế Mỹ, Nhật và Tây Âu phát triển nhanh và trở thành các trung tâm kinh tế tài chính của thế giới, có thể vận dụng vào trong công cuộc công nghiệp hóa, đất nước hóa Việt Nam là gì? Đó, đây là một câu hỏi mang tính chất vận dụng là gì? Tôi theo như tôi nó là vận dụng cao. Vậy thì cái nguyên nhân mà Mỹ, Pháp, Mỹ, Nhật và các nước Tây Âu này họ đã trở thành các trung tâm kinh tế tài chính rất là lớn, thì chúng ta hiện nay đang là gì, thực hiện công nghiệp hóa đất nước mà học hỏi ấy, thì đây chính là
người dân cần cù, phải chịu khó và phải có trình độ tay tay nghề cao đó, phải không? Không phải đâu nha, đây là áp dụng thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đó. Hiện nay ta đang cách mạng 4.0 nha. Các bạn không biết cách mạng 4.0 là gì thì các bạn và tôi đang là tương tác với nhau thông qua cuộc cách mạng này đó. Rồi, câu 31. Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn 4 thập kỷ nửa sau thế kỷ 20. Câu này đã gặp với các bạn rồi, đây chính là gì? Chiến tranh lạnh chứ cái gì nữa. Rồi, câu 32. Con đường đi tìm chân lý cứu nước Nguyễn Ái Quốc khác so với các nhà yêu nước tiền bối trước đây. Cụ thể là Phan Bộ Châu, Phan Châu Trinh này kia đó. Vậy chúng ta biết được cái con đường này đó chính là bác đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lênin, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Họ chứ không giống các tiền bối trước đây. Rồi, câu 33. Ý nghĩa quan trọng nhất phong trào dân chủ 36-39. Ở trong phong trào dân chủ 36-39 thì ý nghĩa của nó chúng ta biết được đây là cuộc tập dượt lần thứ thứ hai đúng không, để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng tháng 8 năm 1945 này, này. Đó thì đấy chính là ý nghĩa quan trọng nhất nữa. Ta sang câu 34. Vì sao Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp cuối năm 46? Bởi vì sao? Bởi vì lúc này chúng ta đã có một nước Việt Nam độc lập, chủ quyền, đúng không? Tuy nhiên thì đang bị gì? Đe dọa nghiêm trọng. Do vậy là gì? Lúc này chúng ta phải phát động toàn quốc kháng chiến. Đó, chả có lý do nào khác. Rồi, câu số 35. Trong hơn 2 năm, miền Bắc đã tịch thu, chân thu, trung mua khoảng 81 vạn hecta ruộng, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu công cụ từ tay giai cấp địa chủ. Đó là kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ nào? À, đây là quá đơn giản rồi đúng không? Đây chính là cuộc cải cách ruộng đất. Rồi, câu 36. Âm mưu thâm độc nhất của Mỹ trong chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam là gì? Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam, âm mưu của nó như vừa nãy ta đã tìm hiểu, đấy chính là dùng người Việt để đánh người Việt. Câu 37. Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 30 trở thành nguyên tắc bất biến trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta là gì? Đó, tới bây giờ chúng ta vẫn sử dụng cái tư tưởng cốt lõi này. Tư tưởng đó chính là độc lập và tự do. Rồi, câu 38. Trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam thì có đoạn: tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đây là một trong những cái bản tuyên ngôn mà bác đã trích từ cái tuyên ngôn nào ạ? Cái này trong bên môn ngữ văn ta có ngữ văn 12 phải không? Chúng ta có tác phẩm tuyên ngôn độc lập thì cái này quá đơn giản rồi đúng không? Đó chính là tuyên ngôn độc lập của ông Mỹ. Đó, bác đã sử dụng hai bản tuyên ngôn của Pháp và của Mỹ để bác dẫn tới thì cái quyền của con người đó là quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc vân vân. Thôi không phân tích về bên văn nhá. À, câu 39. Bài học nào được rút ra từ cuộc đấu tranh ngoại giao Đảng chính phủ ta những năm 45-46 vận dụng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta hiện nay? À, chúng ta thấy một cái sự kiện giàn khoan 981 thì cái bài học mà chúng ta rút ra, hoặc là cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ đó, vân vân. Đấy, thì đấy là một trong những cái sự kiện, những cái bài học mà Đảng nhà nước ta đã được rút ra trong cái việc mà các nước xâm lược nó tiến hành với chúng ta. Đó, vậy thì đây là một trong cái bài học mà với
biển đảo đấy, một trong vấn đề hiện nay đang rất là nóng, ta có thể gọi là sốt dẻo luôn, đúng không? Trên rất nhiều các lĩnh vực. Vậy thì cái bài học đó chính là dĩ bất biến, ứng vạn biến, không bài học nào khác. Lúc thì mềm dẻo, lúc thì linh hoạt, lúc thì phải thì cứng tùy. Rồi, câu 40. Nguyên nhân khách quan nào là nhân tố truyền thống góp phần vào thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân Việt Nam? Đây là tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nguyên nhân đó là đoàn kết, phối hợp chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương chống kẻ thù chung. Chưa? Rồi, như vậy thì tôi đã giới thiệu cho bạn 40 câu. Và có vấn đề gì thì các bạn tương tác hay trao đổi cùng tôi bằng cách là các bạn để lại cái bình luận ở dưới cái video, hoặc không thì các bạn có thể gửi mail, hoặc là các bạn là vào cái Twitter hoặc là trên cái Hunger, các bạn bình luận. Rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye.